Rồi, ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các anh chị các bạn chúng ta cách đăng một cái sản phẩm lên website của Minh Duy ha. Thì đầu tiên á thì chúng ta sẽ có hai cái mục lục chính, đó là chúng ta đăng sản phẩm và tối ưu cái hình ảnh ha. Thì đây là một sản phẩm ví dụ, đây. Một sản phẩm của chúng ta thì nó sẽ có các thông tin sau. Đầu tiên á nó sẽ có là tên sản phẩm, giá bán nè, mô tả dài, mô tả ngắn, ảnh đại diện và thư viện. Thì chúng ta sẽ lần lượt đi qua như sau. Đây là tên sản phẩm đây ha, chúng ta có giá ha, rồi chúng ta có mô tả ngắn ở đây và chúng ta có mô tả dài ở đây, đồng thời chúng ta có ảnh đại diện của sản phẩm, nó là cái ảnh này. Thư viện sản phẩm là nó những cái ảnh tiếp theo đó. Thì một cái sản phẩm ở bất kỳ đâu, ở bất cứ cái website nào nó đều có như nhau cả ha. Đây là ảnh đại diện ha. Ảnh đại diện thì nó khi mà hiển thị với danh sách sản phẩm thì nó sẽ hiển thị cái ảnh này ra. Rồi đầu tiên là chúng ta cần phải đăng nhập vào website ha. Một cái website thì chúng ta sẽ có những cái đường dẫn đăng nhập khác nhau. Thì đây là cách nó đăng nhập vào đây ha. Rồi đăng nhập thì chúng ta sẽ nhập tài khoản và mật khẩu đã được cấp ha. Chúng ta muốn đăng nhập. Rồi việc tiếp theo của chúng ta là chúng ta phải cần chuẩn bị những cái thông tin này. Ví dụ ở đây khách hàng đã gửi cho mình, đây đầu tiên là tên sản phẩm ha. À, bánh chưng hộp quà tặng nè. Này, bánh chưng hộp quà tặng. Đấy. Sao chép à, nó là tên sản phẩm ha. Rồi, à, để thêm một cái sản phẩm mới á thì chúng ta bấm mới vào đây ha, chúng ta chọn sản phẩm. Đây là cách dễ nhất nha. Là cách dễ nhất là chúng ta đăng một sản phẩm, đầu tiên chúng ta nhập tên sản phẩm vào ha. Rồi ok. Tiếp theo chúng ta nhập cái mô tả về sản phẩm đây, mô tả sản phẩm này ha. Rồi chúng ta copy sao chép, rồi chúng ta dán vô. Thì chúng ta phải định dạng lại cho nó phù hợp ha. Ví dụ cái hướng dẫn này thì mình sẽ cho nó cái tiêu đề là H3 nha, đoạn đoạn tiêu đề H3 đó. À, cái này kiểm tra lại coi cái lỗi chính tả đồ hay không, hộp bánh chưng quà tặng ha, bánh chưng hộp quà tặng sao hả? Tên sản phẩm là bánh chưng lan liêu, ở trên này là bánh chưng lan liêu hộp quà tặng ha. Rồi mình sẽ đổi tên cho họ luôn, bánh chưng lan liêu hộp quà tặng ha, tên sản phẩm ha. Rồi đây là mô tả dài, mà bây giờ chúng ta tiếp theo là chúng ta sẽ đăng một cái mô tả ngắn. Chúng ta copy cái này, chúng ta làm mô tả ngắn ha. Ở dưới này nó có một đoạn gọi là mô tả ngắn nè. À, sau đó chúng ta nhập giá, giá của chúng ta đây họ bán là 198.000, thì chúng ta nhập 198.123 vô. Rồi ở đoạn này thì nó sẽ có là một chiếc đúng không, một chiếc thì chúng ta sẽ nhập vào cái minh họa vô, nhập dấu ngoặc tròn ha, một chiếc này đó. Rồi nếu mà các bạn muốn nhập giá khuyến mãi thì chúng ta có thể nhập vào đây, ví dụ 150.000 và 123. Và các bạn muốn khuyến mãi trong trong một khoảng thời gian nào đó, ví dụ chỉ từ ngày 4 tới ngày 7 thì chúng ta chọn ngày 4 ngày 7, thì hết cái thời gian này thì nó sẽ tự động bỏ cái giá khuyến mãi đi nha. Tiếp theo là một sản phẩm thì nó cần phải có một cái danh mục để lưu trữ ha. Ở đây là anh chọn một danh mục sản phẩm đó, là bếp mẹ múc nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đăng ha, chúng ta đăng coi thử nó ra như thế nào. Bấm đăng sản phẩm ha. Rồi nó có cái mục này, chúng ta xem sản phẩm nè. Các bạn thấy chúng ta hiện tại nó không có hình ảnh ha, nó đang giảm giá nè. Từ đây một chiếc đây, được chưa? Đây là mô tả ngắn ha, bánh chưng lan liêu hộp quà tặng đây. Đó. Nó giới thiệu nó như thế này, giới thiệu dài, giới thiệu ngắn ha. Rồi bây giờ chúng ta để sửa một sản phẩm này, chúng ta có thể bấm vào đây chúng ta sửa nè. Bây giờ chúng ta thêm hình ảnh cho nó vô. Rồi. Ở đây là khách đã chuẩn bị sẵn một cái hình ảnh sản phẩm ha, hình ảnh sản phẩm này. Được chưa? Nó có một cái hình ảnh sản phẩm này. Đó. Thì các bạn thấy cái hình này là nó tới kích thước của nó nè, protein là kích thước của nó là tới 900 KB, tức là gần 1 m. À, thì về nguyên tắc đăng web á, thì cái ảnh sản phẩm á, của chúng ta nó phải luôn cố gắng là tối ưu dưới không dưới 300, mà dưới 200 KB thì càng tốt. À, rồi bản thân cái web này nó yêu cầu cái kích thước hình ảnh á, của nó là chỉ là 800 nhân 800 thôi, tức là nó tỷ lệ hình vuông. À, còn cái này là hình 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 dọc. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xử lý bằng pen thôi nha. Chúng ta edit nè, nó có cái edit, bấm phải chuột chúng ta edit ha. Pen thì trên máy tính Windows nào cũng có sẵn cả rồi, chúng ta vào cái mục resize nè,
chúng ta có thể, nó hiện tại là nó đang tới 1.900 nhân hai tỷ lệ của nó là dọc, bây giờ chúng ta nhập vào 800 thì nó ra sao, 800 thì nó ra 1.600 nghe chưa, rồi 800 thì nó ra 1.600, chúng ta lưu ở dạng mới nha, chúng ta xây ad ha, đừng có lưu ảnh gốc nha, chúng ta xây ad ha. Rồi ảnh sản phẩm nè, lưu đến cái thư mục đó, bánh chưng hộp quà tặng nè, bánh chưng hộp quà tặng 800 ha. Rồi để chúng ta phân biệt nó là kích thước 800, bây giờ chúng ta xem vào đây ha. Đầu tiên là nó sẽ kích thước của nó là 3x4 rồi ha, nó là 3x4 rồi thì nó cũng tạm được rồi, thì bây giờ mình sẽ chỉnh sửa nó thành hình vuông như thế nào. Thì hình vuông là chúng ta có nhiều cách mà để dễ nhất thì các bạn có thể dùng Photoshop cũng được ha, dễ nhất là Photoshop, tại vì cái pen nó không có cái công cụ để cắt ảnh ha. Chúng ta phải dùng Photoshop để chúng ta cắt lại thành hình vuông. Chúng ta đợi xíu ha, Photoshop nó hơi nặng. Rồi, chúng ta tạm thời chúng ta tắt cái này. Rồi chúng ta thì nó có cái chúng ta bấm chữ C trên bàn phím ha, chữ C trên Photoshop ha, là nó sẽ mở lên cái công cụ crop, thì chúng ta sẽ chọn cái tỷ lệ ở đây. Ở đây nó có ratio nè, hình vuông nè, hình tỷ lệ 16:9 nè, bây giờ anh cần hình vuông. Thì cái hình này nó sẽ có một cái vấn đề là nó ảnh dọc thì nó sẽ bị, nếu mà chúng ta crop ở dưới á thì nó sẽ bị mất cái thương hiệu của người ta, được chưa? Đây chúng ta canh ngay đoạn giữa này, đó, chúng ta canh ngay cái đoạn giữa này ha, chúng ta lấy được cái tên thương hiệu của người ta, cho mình phải luôn ưu tiên cái tên thương hiệu nha. Sau đó chúng ta enter nè. Rồi. Để xuất ra thì các bạn bấm file nè. Export nè, export for web nè ha. Hoặc là dùng cái tổ hợp phím tắt là Alt Shift với lại Control là chữ S ha. Rồi anh lưu. Thì chúng ta chọn định dạng là JPEG ha, chọn định dạng JPEG, chọn JPEG 2 là được rồi. Sau đó chúng ta chọn kích thước là 800x800, nó sẽ còn 184 anh lưu ha. Rồi, hộp quà tặng anh sẽ đặt tên là Edit ha, cho nó phân biệt. Rồi. Bây giờ nó sẽ ra đây, nó sẽ nằm coi này, edit rồi, nó tỷ lệ là 800 rồi, 800 đủ rồi. À, rồi, đủ. Nhưng mà anh muốn nén tấm ảnh này nữa, anh muốn nén cho nó nhẹ xuống luôn, không có nén nhưng mà vẫn giữ được chất lượng hình ảnh nha. Anh sẽ vào trang compress.io này. Nó là một cái tiện ích nén ảnh online. Thì anh sẽ ví dụ anh select ha. Anh select, anh chọn cái ảnh đó lên, ảnh này. Kích thước gốc của nó là 185 KB ha. Nó nén nè, after này sẽ còn 80, giảm tới hơn 54%. Bây giờ mình sẽ review ha. Nó có rất là nhiều cái chất lượng ở đây, lossless là nén banh nóc luôn. Mà cho nên các em chọn lossy được rồi, là nó cân bằng giữa cái thẩm mỹ và cái kích thước ha. Mình lưu. Rồi hộp quà tặng ha. Thường thường mà để mà ký hiệu cho cái đó thì anh hay dùng 1C, tức là compress viết tắt của từ nén á ha. Rồi, compress thì anh sẽ coi. Bây giờ chúng ta có hai tấm ảnh ha. Đây là tấm ảnh có ảnh gốc. Gần 200 KB, bây giờ là tấm ảnh edit nè anh ha. Nó vẫn cơ bản là nó vẫn không, em thấy cái vùng này, cái vùng này nó hơi sậm lại thôi. Nhưng mà cơ bản thì nó vẫn đảm bảo được cái tính thẩm mỹ, nó không quá xấu ha. Thì web thì chúng ta muốn nhanh thì chúng ta phải tối ưu hình ảnh nha. Tưởng tượng là 185 chúng ta này còn là 85 thì chúng ta tiết kiệm là 118 là chúng ta đã tiết kiệm được 1 MB. Đấy nha, 108 là chúng ta đã tiết kiệm được 100 MB rồi. Đó. Là 108 được 10 MB chứ. Là nó sẽ nhẹ rồi. Đây là bây giờ chúng ta sẽ đăng cái đặt cái ảnh đại diện cho sản phẩm ha. Chúng ta chọn ảnh sản phẩm này, bây giờ chúng ta có thể bấm nút tải file này, chúng ta chọn ảnh lên. Rồi chúng ta chọn 1C ha. Ok chưa? Rồi sau khi tải lên chúng ta thiết lập ảnh sản phẩm. Đó. Bây giờ chúng ta cập nhật thử nó sẽ ra cái gì. Rồi chúng ta bấm thêm sản phẩm ha. Các bạn thấy nó đã có hình rồi ha. Đó, vì sản phẩm của người ta không giảm giá cho nên anh sẽ bỏ ha. Anh sẽ bỏ rồi. Giả sử các bạn muốn lấy một cái tấm hình mà đã có sẵn trên hệ thống rồi. Ví dụ trên hệ thống thì mình đã tải ra rất nhiều hình, bây giờ anh muốn chèn cái này vô. Ha. Anh muốn chèn cái hình này vô ha. Anh thiết lập ảnh sản phẩm này đó thì mình sử dụng lại thôi.
Đó, đúng rồi, đây, đây, tức là bản sản phẩm rồi, anh thêm một tấm ảnh này vào. Rồi các bạn sẽ thấy nó sẽ như thế này. Bánh chưng hộp quà tặng ha. Hai tấm hình này là bánh chưng thì anh bỏ vô luôn. Rồi nó sẽ có cái thư viện, nó gọi là thư viện ảnh sản phẩm. Rồi anh sẽ xem nha. Rồi. Rồi ở dưới này nó sẽ có hai cái hình nữa, nó gọi là thư viện ảnh sản phẩm nha. Đó. Cái này size nó không đúng rồi. Cái này 800 800 mà còn cái ảnh này nó không đúng size cho nên nó sẽ bị như thế này. Các bạn thấy không? Nó không đúng size 800 800 đó. Thì bây giờ chúng ta phải tìm cho nên là muốn muốn nó đẹp thì chúng ta phải làm hình ảnh cho nó đúng size hết thì nó mới đẹp. Xem cái nào 800 800. Cái này 800 800 nè, 800 nè. Cái này cũng 800 nè. À, cái này 800 nè, hai cái này đều là 800 hết ha. Anh thêm vào ha là nó sẽ xịn sò liền. À, còn Ctrl R để lót lại size. Hoặc là chúng ta bấm cái dấu này để chúng ta reload lại cái web ha. Rồi, nó đẹp rồi, nó không có bị hụt nữa thấy nha. Đó. Bấm lên chúng ta bấm di chuyển bằng phím để chúng ta làm đó. Đây là bánh chưng lần lưu hộp quà tặng ha. Rồi, 198.000 sau khi đăng xong chúng ta kiểm tra 198 rồi, nó có một cái thông số gọi là trọng lượng là chúng ta phải nhét vào cho khách hàng họ biết. Thường thường anh nhớ quan trọng lượng này. Rồi cái tag nó giống như là hashtag trên Facebook vậy đó. Với Facebook thì chúng ta gõ thăng, thì trên website thì nó có một cái tag để chúng ta tìm. Ví dụ một cái ví dụ minh họa như thế này, anh bấm vào một cái bánh bánh giày ha, thì khi mà trong này nó có cái từ là bánh giày, chứ còn bấm vô thì nó sẽ show, nó hiển thị tất cả những cái sản phẩm mà các cái tag bánh giày ở trong cái website của mình đó. Bây giờ cái này là bánh chưng ha, anh sẽ thêm tag là bánh chưng và anh thêm chữ lan lưu và hộp quà tặng vào. Rồi đó, thì sau này khi mà sau khi mà khách họ 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 xem sản phẩm của mình rồi á, thì họ có thể bấm vào những cái tag đó để họ tìm thêm những cái sản phẩm tương tự ha. Rồi anh bấm vào đây ha, anh bấm vào bánh bánh chưng này để nó hiển thị ra tất cả những cái mà có bánh chưng ha. Bánh chưng lăn lưu nè, bánh chưng lăn lưu hộp quà tặng nè đó. Rồi. Như vậy là chúng ta đã vừa đi qua những cái thông tin là tên sản phẩm này. Đây là những thông tin sản phẩm là bắt buộc phải có cho một cái sản phẩm. Mà khi mà chúng ta làm thì chúng ta cần phải chăm chút hình ảnh vào thì nó sản phẩm nó mới đẹp. Chứ còn mà chúng ta làm nên mà chúng ta không chăm chút thì nó sẽ xấu đi. Hình ảnh mà không đồng đều thì bấm vào nó sẽ có cái trải nghiệm rất là tệ. Này ví dụ như thế này đó. À, nó sẽ trải nghiệm rất là tệ. Rồi, anh sẽ thêm một cái sản phẩm rồi nữa, cho nó đủ 4 tấm. Anh thêm ví dụ bánh chưng thì anh có thể đây ha, bánh chưng hộp quà tặng, anh có thể lấy cái hình này để anh thêm vào cũng được. Anh mới nói nó 800 800 nè, cái này cũng không đúng. Rồi, mình thêm tạm vào đây cho nó có cái minh họa và cái bánh. Chụp hình sản phẩm thì có phải có hộp ở trong. Này thì họ thì khách chưa có cung cấp đủ thông tin ha. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta đã có rồi, đầy đủ thông tin rồi. Mô tả ngắn. Này ha, chúng ta đã có này rồi. Sau đó là chúng ta kiểm tra lại. Bánh chưng hộp và tặng nè, đó. Ok. Còn anh sẽ nhập lại luôn. Đó, nhận xét. Rồi, như vậy là chúng ta vừa đi qua cái video, cái hướng dẫn là đăng ảnh, đăng sản phẩm lên một cái website mà bởi Minh Duy ha. Thì đây là những cái bước đăng cơ bản nhất. Thì các bạn cần phải lưu ý chúng ta phải có tên và có giá nè. Có mô tả dài, mô tả ngắn, đặt ảnh đại diện, tư viện sản phẩm ha. Hình ảnh thì phải chăm chút xíu. Tối ưu hình ảnh thì anh đã chỉnh cái nén rồi ha. Bây giờ anh sẽ demo một cái vấn đề tại sao chúng ta nên nén ha. Chúng ta nên nén một cái sản phẩm này ha. Bây giờ vô sản phẩm này chúng ta có bánh chưng lan liêu nè. Cái ảnh này á nó tới là không, cái này thì nhẹ quá. Bánh chưng, bánh giò, trứng cút. Có cái nào mà nó nặng nặng chưng. À không, đây. Rồi bây giờ chúng ta có một cái ảnh mà khách gửi nó khá là nặng. Hôm qua anh làm anh để đâu rồi, này anh xử lý rồi, ảnh này đã quay xử lý hết rồi.
Rồi, ảnh nó khá là nặng, bây giờ chúng ta xem này. Rồi cái này nó tới 1 mê rồi ha, bây giờ anh thử anh nén thử ha. Nó tới 1 mê thì coi thử nó sẽ nén như thế nào. Compress nè, nó còn cả 100 mà nó nén tới 1 phần tới 9 phần. Gần 90% nó thì chúng ta đã tiết kiệm được rồi. Chất lượng thì nó vẫn như nhau thôi. Nó không có quá chênh lệch, ví dụ giò thủ tay heo nguyên cây. Giò thủ tay heo nguyên cây rồi. No. Anh sẽ gõ một cái hậu tố là chữ C lần sau ha. Bếp mình mất ha. Rồi, giò thủ 100 này, đây là cái 100. 100, 1 mê, 100, 1 mê, em thấy hầu như nó không có sự thay đổi. Cái chỗ detail, cái chỗ chi tiết chỗ này thì nó có thể, ví dụ cái này nó nét hơn, cái này nó hơi mờ xíu, nhưng mà thực sự là với mắt thường thì nó không có sự chênh lệch quá đáng kể. Đó, cho nên là chúng ta phải tối ưu hóa hình ảnh ha. Đây là cách nén ảnh đơn giản nhất cho các bạn dễ làm. À, rồi, như vậy thì mình đã hướng dẫn xong cái quá trình đăng ảnh sản phẩm lên website. À, bao gồm mà những thông tin cần phải có và cách tối ưu hình ảnh ha. Chúc các bạn chúng ta có thể thực hiện thành công.